Bảy đại kỵ trong ngày vía thần tài người đầu tư, kinh doanh phải tránh tuyệt đối để không mất lộc trong năm 2023. Trong ngày vía thần tài mọi người thường mua vàng, làm lễ cúng cầu mong một năm làm ăn may mắn, phát lộc. Tuy nhiên, ai cũng nên lưu ý tránh những điều đại kỵ trong ngày vía thần tài mùng 10 tháng riêng để không bị tiêu tán tài lộc. Vận khí năm 2023 Đối với những người làm kinh doanh, buôn bán, ngày vía thần tài mùng 10 tháng riêng được xem là một ngày lễ trọng đại. Theo dân gian, ngày vía thần tài là ngày cúng tạ ơn ông thần tài đã mang nhiều may mắn, tài lộc trong một năm vừa qua và cầu mong tài lộc cho năm mới. Theo các chuyên gia phong thủy, trong ngày vía thần tài, mọi người cần kiêng những điều này để tránh tiêu tán tài lộc. Vận khí trong năm 2023 để ban thờ thần tài lộn xộn. Ban thờ thần tài là nơi hội tụ linh khí, việc bài trí có những quy tắc riêng, cần lưu ý đến thứ tự các đồ thờ cúng, không được sắp xếp tùy tiện đặc biệt là vị trí tượng thần tài bên trái, tượng thổ địa bên phải, không được hoán đổi vị trí cho nhau. Ở giữa hai ông đặt ba hũ gạo, có thể thay thường xuyên hoặc một năm thay một lần. Địa hoa quả đặt bên trái, lọ hoa ở bên phải ban thờ, có thể đặt thêm một bát nước đầy, phủ cánh hoa hồng tượng trưng cho tài lộc dồi dào. May mắn, không vệ sinh tượng thần tài và ông địa. Phong thủy có nguyên tắc sạch sẽ để lưu chuyển cát khí, nên những đồ đặt lên ban thờ tránh để bám bụi lâu ngày, đây là điều đại kiêng kỵ. Vì thế, việc lau dọn ban thờ và các tượng thờ trước khi làm lễ cúng vía thần tài rất quan trọng. Gia chủ nên vệ sinh ban thờ trước 1 đến 2 ngày để chuẩn bị cho ngày vía thần tài chú đáo. Những đồ thờ cúng khác cũng nên được lau dọn sạch sẽ thường xuyên, chớ nên để bám bụi lâu ngày. Thần tài thích sạch sẽ nên việc để ban thờ bẩn sẽ là điều kiêng kỵ mà các bạn nên nằm lòng nếu có ý định thờ cúng trong nhà. Đặt ban thờ gần nơi không sạch. Một trong những điều kỵ trong thờ cúng là đặt ban thờ ở nơi gần nhà vệ sinh, nhà tắm, nhà bếp hay nơi phơi đồ. Nếu nhà cửa chật hẹp, không có nhiều lựa chọn, cần chọn nơi sạch sẽ nhất, tôn nghiêm nhất trong nhà. Dùng hoa, quả già để cúng thần tài. Dùng hoa, quả già trong mâm cúng thần tài hay bất kỳ việc thờ cúng nào khác là điều kiêng kỵ không nên làm. Cúng thần tài nên lựa chọn hoa thơm, các loại hoa quả nên chọn là táo lê, chuối, cam, quýt. Không mặc quần áo nghiêm túc khi làm lễ. Trong việc thờ cúng, sự thành kính và tôn nghiêm rất quan trọng. Gia chủ cần sửa soạn trang phục nghiêm chỉnh, sạch sẽ, gọn gàng. Ăn mặc xuề xòa là một trong những đại kỵ khi làm lễ, cãi vã trong ngày cúng vía thần tài, cãi vã bất hóa trong ngày cúng vía thần tài cũng là điều kiêng kỵ nên tránh để giúp việc khấn cầu tài lộc được suôn sẻ. Việc sinh sự, cãi vã, chửi mắng đánh nhau khiến gia đạo bất an, như vậy lộc lá cũng không tới, may mắn cũng theo đó mà đi. Tán lộc cho người ngoài. Vào ngày vía của các thần tài mà bạn chủ thờ cúng hay ngày đại lễ thần tài mùng 10 tháng giêng không nên đem lộc cho người không cùng huyết thống bởi quan niệm dân gian cho rằng chia lộc cho người ngoài tức không phải người thân của mình thì lộc sẽ đi hết ra ngoài